là đầu tiên có thể anh có thể chia sẻ về các cái career path của BA được không ạ? Chắc ở đây cũng có kiểu nhiều bạn mới và cũng có những bạn làm rồi thì em nghĩ rằng là kiểu cái việc mà xác định trọng tâm cái hướng đi cho mình cũng là một cái cái cần thiết thì chắc là em em muốn hỏi về career path của BA đi ạ ôi ok cái này thì các bạn đã học ba foundation rồi chắc rất là rành <laughs> mình sẽ mượn cái slide của ba foundation để mà mình nói ha ờ, cái screen này rồi. rồi mọi người thấy chưa OK, cái này thì các bạn ở đây ai đã từng học BA Foundation với mình rồi thì cái này mình cũng đã nói qua. Thì này cũng nhắc lại một tí thì cái này thì ở đây cũng uh, có một vài bạn mới. Này bạn ở đây ví dụ thương thương là ai nhỉ? Nhớ đâu qua hai tên thương học lớp này rồi ta có anh á em là bạn mà chưa chưa học qua lớp NBA foundation của anh đấy ạ à vậy à, yeah. hả <laughs> <laughs> ra đây bạn Thảo bạn Lan bạn Trang bạn Hòa bạn Hưng học hết rồi này, như có bạn Linh với bạn Thương như chưa học rồi. bạn Giang hình như cũng chưa ok mình sẽ cho các bạn Ờ uh đây cái career path à, thì đặt ra cái trước tiên á thì mọi người quay lại cái khúc trước đi mình sẽ nói về các cái dạng ba có thể có thì chúng ta thì chúng ta hay thường là chúng ta sẽ nghĩ tới ba thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái uh, it tại vì nó là cái thuật ngữ đầu tiên mà đưa chúng ta tới cái việc học ba đưa chúng ta với cái khái niệm ba Mà cũng như tới công việc ba À, tuy nhiên thì nói về ngành ba nó có rất là nhiều cái góc độ khác nhau à, đầu tiên là bạn thấy là chúng ta có ngày xưa chúng ta có quân sư ví dụ như là gia cát lượng à, tôn Tẩn, tôn tử bạc thống rồi à, lưu bá ôn khương tử nha vân những bậc quân sư thì bậc quân sư nó họ là ba à, tại vì sao họ là ba thì chúng ta đã có cái định nghĩa ba BA là gì? PA là một cái hoạt động mang, uh, mang lại cái uh, thay đổi trong một cái hoàn cảnh của tổ chức bằng cách xác định lên những cái needs uh, đưa ra những cái solution mà mang lại value to seconder thì cái needs theo định nghĩa của bi uh, chúng ta không dịch nghĩa, chúng ta dịch nghĩa từ điển thì chúng ta sẽ thấy chữ needs là cần, muốn, uh, nhu cầu uh, nhưng mà theo định nghĩa bi thì needs nó là problems và opportunity, tức là vấn đề và cơ hội thì người BA là chúng ta là những người đi xác định vấn đề đi xác định cơ hội và chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà giải quyết vấn đề tận dụng cơ hội đó và những cái giải pháp đó nó phải mang lại giá trị chứ chúng ta có thể đưa một ngàn giải pháp nhưng mà một ngàn giải pháp đó không phải giải pháp nào cũng mang lại giá trị hoặc cả ngàn cái cũng không mang lại giá trị cái quan, cái quan trọng nhất là phải mang lại giá trị chứ không phải là giải, giải pháp mà không giá trị thì tức là giải pháp vô dụng thì từ đây các bạn thấy là giá các lượng người ta sẽ xác định những cái vấn đề những cái cơ hội trong cái hoàn cảnh của lưu bị lúc đó và người ta sẽ và gia các lượng sẽ đưa ra những giải pháp những cái chiến lược những cái ví dụ các bạn hay ai mà đọc tam quốc thì các bạn sẽ nghe long trung đối sách ví dụ như vậy à, hoặc là những cái trận đánh những cái tánh vân vân để mà có thể lan lại những cái giá trị đó là đất đai đó là vị thế của lưu bị à, đó là những cái khía cạnh liên quan tới uh, bia ngày xưa đó các bạn sẽ thấy là fashion designer tại sao họ cũng là BA các bạn hiểu các bạn cần một hiểu cách đơn giản thôi là thay vì sản phẩm là phần mềm thì sản phẩm là quần áo thôi thì BA cũng phải đi xác định vấn đề đi xác định cơ hội để mà đưa ra những giải pháp đó Sales marketing họ cũng là BA tại vì họ cũng phải xác định nhu cầu của khách hàng để mà đưa ra những cái giải pháp những cái sản phẩm offer những cái sản phẩm phù hợp hoặc là offer những cái chương trình khuyến mãi những cái xử lý phù hợp hơn rồi các bạn sẽ thấy là những cái ba mang tính bên it một cách rất hình hình ví dụ như là bcg mckinsey những cái công ty mà người ta mang tính gọi là tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp cho tổ chức người ta phải uh, sự vào một cái công ty một cái tập đoàn gì đó người ta coi tình hình hiện tại công ty đang như thế nào gặp vấn đề gì có cơ hội gì cần phải thay đổi điều gì cần phải phát triển điều gì cần phải đưa ra những chiến lược gì cần phải tái cơ cấu như thế nào v v uh, thì họ sẽ đưa ra những cái chiến lược, những cái chiến lược tư uh, cho cái tổ chức đó thì đó là BA. Rồi, thứ năm thì các bạn thấy là thái công, thái công cũng là một BA, nhưng mà không phải là domain IT mà là domain kiến trúc xây dựng thôi. Thì các bạn thấy thái công là một cái người mà có thể nói là một cái điển hình về về BA trong cái domain về mặt kiến trúc. và cái cuối cùng thì các bạn thấy là ngoài IT ra thì chúng ta còn có rất là nhiều cái cái ngành công nghệ khác, những cái góc độ khác vân vân để mà chúng ta có thể làm cái công việc về mặt ITBA về mặt BA và công nghệ. À, thì nói tới cái vai trò BA thì chúng ta sẽ có những cái dạng sau ví dụ cái BA đầu tiên mà trên thế giới này luôn là anon IT. Tại vì trước khi những năm 1960, 1970 khi mới tính ra đời đó, thì chắc chắn không bao giờ có ITBA cả. À, thì cái đầu tiên luôn là non IT họ là những có thể là ngày xưa chúng ta có những quân sư bây giờ chúng ta có những người chiến lược những người ta có những cái góc độ về mặt xem marketing những cái những người tư vấn về mặt cấu trúc doanh nghiệp vân vân à, rồi các bạn sẽ thấy là cái cái việc phát triển thì nó sẽ có ITBA Ở cái ITBA thì chúng ta sẽ có những cái vị trí về ITBA nào đất owner nè, rồi SA nào rồi làm UI UX rồi trong, trong cái trong cái thế giới số hiện tại chúng ta còn có những vị trí về mặt hybrid BA là, là BA line tức là họ những người mà vừa hiểu vừa, vừa kết hợp giữa non IT và IT ví dụ các bạn thấy là những người mà đang tính là những bạn phát triển sản phẩm số những người mà mang tính là chuyển đổi số doanh nghiệp những người tư vấn chiến lược chuyển đổi số vân họ là những người phải vừa hiểu rõ về mặt business vừa hiểu rõ về mặt IT vừa hiểu rõ về mặt công nghệ Đó, thì các bạn thấy là cái đầu tiên là BA nó có rất là nhiều và cái career path chúng ta phải có định hướng rất là rõ ràng giữa các cái thể loại BI này. Và thật sự hybrid BI thực sự là không phải là dành cho người mới. Người mới người ta không không ai làm được hybrid BI đâu. BI hybrid BA các bạn phải ít nhất là từ 8 9 10 năm trở lên thì các bạn mới có thể làm hybrid BI được. chứ không phải nào người mới làm hybrid BI được. Bởi vì các bạn phải vừa có kinh nghiệm, vừa có những cái trải nghiệm cuộc sống, phải vừa hiểu về tech phải vừa hiểu về business chúng ta đòi hỏi rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều kinh nghiệm rồi nói về carrier path nó à, nói về carrier path đó, thì đối với cái môi trường digital này, những môi trường ITBI này đó, thì mình sẽ chia tạm nó làm hai khía cạnh, một là khía cạnh phát triển sản phẩm, hai là khía cạnh gia công sản phẩm, à, khía cạnh phát triển sản phẩm là những cái uh, mang tính là chúng ta phát uh, các bạn sẽ thấy là nó, thế nào là thiết cạnh phát triển sản phẩm, Khía cạnh phát triển sản phẩm là cái khía cạnh mà chúng ta một cái sản phẩm nó sẽ được lên ý tưởng, nó sẽ được uh, từ ý tưởng nó sẽ được nghiên cứu thị trường, nó sẽ được đánh giá thị trường vân vân rồi từ đó chúng ta sẽ thiết kế nên cái sản phẩm, mô tả cái sản phẩm đó, rồi từ những cái đó chúng ta sẽ chuyển cho bên phía gia công, uh, gia công tức là các bạn thấy là những cái đơn vị mà ví dụ như là gia công nó sẽ có những góc độ là chúng ta sẽ có những cái sim Uh, IT đội in house tức là công ty các bạn thấy nhiều công ty ví dụ như ngân hàng đi người ta sẽ nuôi một khối IT để mà người ta xây dựng phần mềm phát triển phần mềm hoặc là các bạn thấy là outsourcing outsourcing thì đơn, đơn giản dễ hiểu rồi thì khi mà các bạn thấy là tại uh, outsourcing rồi ra các bạn thấy đâu làm sản bản chất outsourcing đâu có làm ra sản phẩm sinh là gia công là sản phẩm thôi chứ outsourcing đâu đâu có nó, nó làm ra sản phẩm nè yeah. các bạn thì các bạn thấy thấy là chúng ta làm về thì đầu tiên à, thì các bạn phải xác đối với các sản phẩm số này à, mình nói tập focus vào ITBA thì các bạn thấy là nếu như chúng ta tập làm à, đi ra thị trường chúng ta sẽ thấy sẽ có hai dạng BA này Thì hai dạng BA này các bạn phải xác định đầu tiên là mình muốn theo hướng nào mình muốn theo hướng phát triển sản phẩm hay là mình theo hướng gia công sản phẩm à, thì đối với các bạn mà bắt rau IT thì thực sự cái hướng gia công sản phẩm sẽ có nhiều cơ hội hơn nhưng mà đối với các bạn non IT thì thật sự cái cái hướng mà phát triển sản phẩm nó sẽ có nhiều cơ hội hơn à thì chúng ta sẽ thấy là chúng cái gì đó cũng sẽ có cái lợi thế riêng à, tuy nhiên thì thật ra thì bây giờ ở góc độ gia công người ta cũng bắt đầu là người ta đòi hỏi những cái người mà uh, ứng tuyển cũng phải đòi hỏi những ý kiến những cái skill những cái kiến thức về mặt chuyên môn rồi không phải chỉ riêng quanh hướng IT đâu mà bạn bản thân đây cũng là lý do vì sao mà mình hay nói là IT, IT bây giờ không ra IT bây giờ không phải là một lợi thế. Đó, tại vì IT không cũng chẳng ý nghĩa gì nếu như các bạn không hiểu là không hiểu về mặt nghiệp vụ, không hiểu về mặt uh, business. Đó thì đây là cái vấn đề đầu tiên là các bạn cần phải xác định là ờ ừ, bạn muốn làm hay kiểu nào? Bạn muốn làm những bạn BA phát triển sản phẩm hay là các bạn muốn theo hướng nhà công. À, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái góc độ ví dụ như các bạn làm product BA product, VA uh, phát triển sản phẩm thì chúng ta sẽ có những vị trí ví dụ là chuyên vi phát triển sản phẩm, uh, chuyên viên phân tích sản phẩm hay là các bạn làm product manager. Rồi nếu như các bạn theo hướng gia công uh, in house hay là outsourcing cũng vậy thôi. Chẳng qua in house hay outsourcing chẳng qua là nó khác nhau ở chỗ là một cái là do một công ty nuôi, một cái là các bạn outsourcing gia công ra bên ngoài thuê ngoài thôi. Uh, thì bản chất nó cũng chỉ là gia công thôi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có uh, BA uh, BA SA chúng ta sẽ có các bạn product owner. Thật ra product owner nó là một cái vị trí, một cái vai trò mang tính là quản trị dự án khi mà chúng ta áp dụng mô hình Scrum. Uh, tuy nhiên thì bây giờ nó cũng mô hình Scrum ở Việt Nam khá là phổ biến cho nên là cái việc cái product owner bây giờ cũng khá là nhiều. Rồi các bạn sẽ có những dạng BA về các bạn chuyên về UI UX như các bạn có năng khiếu, các bạn có khả năng về các cái khía cạnh về mặt uh, làm đi thiết kế đồ họa các kiểu. Hoặc là các bạn ngoài ra thì các bạn sẽ có những vị trí những bạn BA chuyên về bảo mật nhưng mà BA chuyên về data engineering, data uh, science để mà người ta thiết kế nên những cái cơ sở dữ liệu, xử lý cơ sở dữ liệu đó. À rồi các bạn sẽ thấy là nếu như không theo những cái hướng này ngoài ra các bạn có thể phát triển theo những cái hướng mà tính consulting. Những hướng consulting ví dụ các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái vị trí về mặt tư vấn BA các bạn hay thấy bây giờ hay gọi có những dạng là BA consultant rồi ERP consultant ví dụ như vậy. Thì đó cũng là một hướng bắt đầu là thực ra bản thân những cái hướng mà cái vụ EBA còn số tình, ERP còn số tình đó đối với mọi người cho thị trường nhìn thế nào không biết đối với tụi mình nó thực ra nhìn cái cái đó giống như là đi sale thôi thực ra là như giống như là đi sale đi resell, đi tư vấn cho chung với độ sale với là độ sale đi tìm khách hàng thì mình tư vấn rồi kết hợp hai bên là để chốt deal thôi chứ thật sự gọi là còn sâu tình nghe nó <laughs> thật sự nó chưa đạt được cái mức là sâu tình mà tụi mình làm đâu à, thì cái, cái đạt được cái cái mức còn sâu tầng mà chúng ta gọi là ok thì các bạn sẽ thấy là uh, các bạn phải có rất là nhiều kinh nghiệm, các bạn phải đạt được những cái mức mà uh, tư vấn mà chiến lược đó, thì các bạn mới có thể được gọi là một con sâu tầng. chứ còn mà các bạn chỉ đơn giản mà các bạn uh, uh, đi chung với sale, đi xử lý sale vân vân thì, thì các bạn chưa đạt được cái mức tầng rồi ngoài ra các bạn sẽ thấy là có những cái vị trí BI mang tính là cố vấn chiến lược, cố vấn chuyển đổi số này kia cho một tổ chức một doanh nghiệp vân. được, à, thì các bạn sẽ thấy là những cái đó nó với nó nó sẽ giúp cho chúng ta một cái gì đó nghiệp ừ, nhìn từ ba cái này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để mà chúng ta đi, à, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để mà chúng ta đi, à, rồi ngoài ra thì đối với công việc thì đôi khi BI cũng chỉ là một cái skill thôi, đây cũng chỉ là một cái skill để mà chúng ta phát triển thôi À. À, thì quay đi quẩn lại á, thì thứ nhất các bạn phải lưu ý là khi các bạn lựa chọn một là các bạn phải xác định rõ chúng ta muốn làm theo hướng nào chúng ta muốn làm theo hướng phát triển sản phẩm hay chúng ta muốn làm theo hướng gia công sản phẩm à, phát triển và gia công à, thì phát triển là chúng ta là những cái vị trí về mặt phát triển sản phẩm số À, còn gia công là giống như các bạn làm những công các bạn làm team IT cho một công ty này các bạn làm công ty outsourcing giống như là FPT Software hay là Nasdaq như vậy thì đó là một phần gia công rồi cái thứ hai thì các bạn cũng phải coi cái mức độ chuyên môn của mình à, cái mức độ chuyên môn của mình thì chúng ta có thể phát triển những cái góc độ liên quan tới à, những cái domain khác nhau, những cái góc độ về mặt à, những cái kích thức chuyên môn mà các bạn đã có sẵn, tại vì ở đây có rất thực ra mọi người cũng có rất là nhiều cái góc độ chuyên môn khác nhau, có người là bắt IT, nhưng cũng có người là bắt về uh, non IT, là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau, à, thì cái chuyên môn của chúng ta cũng là một lợi thế. À, nhưng mà nhưng mà như mình đã nói IT uh, bắt rau IT chưa chắc là một lợi thế, à, bắt rau IT chưa chắc là một lợi thế. Tại vì bây giờ đòi hỏi khi mà các bạn đi làm Chúng ta phải có cái sự uh, giao tiếp Phải có cái sự nói chuyện Hiểu được cái yêu cầu của khách hàng Yêu cầu của stakeholder nói chung Mà các bạn không có những cái kiến thức chuyên môn Các bạn chỉ sách theo bên người cái Hiểu về hệ thống như vậy Nó chẳng giúp ích gì cho các bạn Mà các bạn cũng chẳng biết phân tích gì Cho <laughs> dù các bạn làm đặc biệt các bạn làm outsourcing đi các bạn tham gia một cái dự án ví dụ các bạn làm với ngân hàng làm với fintech làm với logistic, làm với giáo dục, làm với y tế, làm với chính phủ. Các bạn thấy mỗi cái nó đều các bạn muốn hiểu được người ta muốn cái gì, các bạn muốn hiểu được người ta cần gì các bạn muốn nói chuyện được với người ta thì các bạn phải giao tiếp được thì các bạn phải hiểu được cái chuyên môn. Thì đó là một trong yếu tố mà các bạn cần phải hiểu là khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta phải có trang bị cho mình những cái kiến thức chuyên môn đó chứ không phải là Hơi chút thì IT, hơi chút IT, không IT thật sự bây giờ nó không phải là cái yếu tố quyết định cho các bạn thắng hay thua trong cái việc các bạn tuyển dụng đâu. Đó thì các bạn cũng lưu ý là cái career path của BA nó là một cái gì đó nó uh, rất là nhiều hướng đi. đó Thì ngoài ra các bạn có thể coi cái slide này, cái slide này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có hướng focus vào technology và có hướng focus vào business là sẽ có hướng chúng ta focus vào technology có hướng chúng ta focus vào business thì chúng ta có thể lựa rất là nhiều hướng thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có design thinking customer experience rồi product management business process rất là nhiều cái khác nhau chứ không nhất thiết lúc nào chúng ta phải IT và bản thân bây giờ hay gọi là cấp tại công nghiệp 4.0 này hỏi chúng ta cũng phải kết hợp vừa business thì IT cho nên mới sinh ra cái khái niệm là BI line. À, và đòi hỏi những người đó phải hiểu về business mà vừa phải nắm về IT. Để mà chúng ta có thể cân bằng được cũng như là khi mà có kết hợp hai cái này bắt đầu chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm việc chúng ta mới hình dung được là chúng ta cần gì muốn gì. À, chúng ta cần gì muốn gì, chúng ta à, muốn xử lý bất kỳ một cái vấn đề gì thì chúng ta cũng phải ờ à, Đáp, đáp ứng đầy đủ hai cái khía cạnh đó thì mọi thứ nó mới gọi là smooth được người ta mới dễ hình dung được tất cả vấn đề được à, đó là những cái yếu tố mà ha, cho cái góc độ về career cái, cái công việc các cái hướng công việc các cái cách lựa chọn công việc thì các mọi người làm mọi người phải linh hoạt chứ mọi người đừng có hơi chút là sệt sệt tiếng dụng mọi người hơi chút là uh, phải sệt thông tin BI hơi chút là phải sệt chữ BI hơi chút là phải làm BI không mọi người sẽ bị nếu như mọi người bị cuốn vào cái vấn đề là cứ nhập nhằng cái title cái title cái chức danh phân, thì mọi người sẽ cứ ít giảm đi cái cơ hội của mình chúng ta phải linh hoạt cái chức danh đừng có quan, đừng có quá quan trọng cái chuyện là bạn phải, phải phải đúng cái chức danh đi thì các bạn mới tìm hoặc là phải đúng cái chức danh đi thì sau này lên đời mới dễ, không phải. Chúng ta có rất nhiều hướng đi. Và nói thật với các bạn từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ có title là bi Mình chưa bao giờ có title là bi Tại vì có hai lý do. Một đó là cách đây khi mà mình bắt đầu đi làm, thực sự đâu ai biết BA là cái gì. Đúng không? Chẳng ai biết BA là cái gì cả cái <laughs> vấn đề thứ hai đó, đó là uh, khi mà bắt đầu bi ai du nhập rồi thì mình đã lên những cái level cao hơn rồi mà, mình lên những cái level cao hơn lại càng không có title bi nên thực sự mình đi làm mình chưa bao giờ có title bi ừ, cho nên là chúng ta làm việc ha chúng ta cần phải clear kỹ càng những chỗ này ha rồi bạn trang nghiêm có câu hỏi là em muốn hỏi kiến thức bi IT cần đối với một BA non-IT Có thể recommend bài khóa học IT à, Thật ra cái vấn đề các bạn nên hiểu là Chúng ta hay bị cuốn vào một cái chuyện gọi là Theo cái, cái trend, cái hướng ở trên mạng Theo cái trend, cái hướng ở trên mạng Và chúng ta thấy là ừ các cái khóa bản thân các bạn hiểu không các bạn đang bị gọi là các cái khóa học hay cái gì đó nó đang cuốn các bạn vào một cái uh, gọi là cái 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 cái, cái hướng đi gọi là tìm kiếm các cái khóa học để mà học ha. thì thật sự đó, đối với một các bạn hiểu nguyên tắc chung đó, để mà đối với IBA đó là bản chất các bạn không cần phải biết code một cách siêu đẳng các bạn không phải là đẹp cái quan trọng của các bạn là cái gì cái quan trọng của các bạn là một là hiểu nguyên tắc code. À, hiểu nguyên tắc code. hai một cái quan trọng hơn là hiểu về cái máy tính hiểu về cái máy tính hiểu về cái tư duy thì cái khóa học nó thì nó thì với các bạn nhưng mình không khuyến khích các bạn học cái khóa học gì hết á ở đây trên fanpage đã có nguyên một cái album các bạn vào phần uh, photo vào phần hình ảnh đó các bạn các bạn tìm cái phần một cái album nó gọi là it căn bản trong làm việc trong domain it à, thì đây nó đầy đủ tất cả mỗi step mỗi nó là nó có đây là tập đầu nhiều tay tập tập đầu tiên nha yeah, đây là tập đầu tiên à, các bạn cái vấn đề đầu tiên mà các bạn cần phải hiểu đó là cái gì các bạn không phải là các bạn mới vô các bạn học lập trình liền không phải mới vô các bạn học lập trình liền mà cái đầu tiên các bạn cần phải hiểu là cái máy tính cái máy tính mà các bạn đang làm việc nó có cái gì các thành phần linh kiện nó như thế nào các thành phần linh kiện nó kết hợp với nhau như thế nào các bạn đừng coi thường như cái này thứ nhất tại sao tại sao đừng coi thường thứ nhất đó là bạn là người làm việc trong môi trường IT bạn là người làm việc với máy tính mà các bạn không biết cái máy tính nó có cái gì người khác người ta hỏi bạn bạn cứ ứ ứ là bị, bị bị quê rồi đúng không rồi bị quê rồi <laughs> chúng ta không thể nào mà bị cứ cứ bị quê vậy được rồi thứ thứ hai khi mà các bạn tìm hiểu về cái cấu trúc máy tính đó, khi mà các bạn làm việc này kia thì hiểu các cái thành phần nó kết hợp với nhau như thế nào, nó giao tiếp với nhau ra sao, nó sẽ hình thành nên cho các bạn. Cái tư duy về cái system cái hoạt động của cái sản phẩm số nó cũng tương tự như vậy nó cũng sẽ đi như thế nào. Và như vậy nó sẽ giúp cho các bạn rất là dễ tư duy và dễ tiếp cận trong cái việc mà các bạn uh, xử lý về IT về hệ thống nếu như các bạn làm về IT vậy? thì cái cái tập đầu tiên của cái album này nó là giới thiệu về cái máy tính tìm hiểu về cái máy tính à, các bạn cứ đọc cái link mà mình để trong đây là các bạn có cái link này ở uh, 22 bài các bạn đọc hết cái này cứ đọc kiểu giống như đọc báo hay bớt thời gian tiktok facebook các kiểu hay youtube đi đọc cái này thì đó là cái bài đầu tiên là các bạn cần phải hiểu về cái máy tính nó có cái gì, cái cái nó nó hoạt động ra sao, nó liên kết như thế nào. À, đó là cái thứ nhất. Rồi, cái thứ hai thì nó được cái bài 2 này đọc cũng được, không đọc cũng được, nó hơi chuyên sâu hơn một tí. Thì các bạn sẽ thấy nó nói về cái cấu trúc máy tính. Nó nói về cái cấu trúc máy tính thì cái cấu trúc máy tính nó có những cái uh, uh, gọi là cái gì? các các cái hoạt động là sao những cái kiểu giống như các bạn hay nghe hệ nhị phân hệ lục phân hệ bát phân đó, những cái đó gì giao tiếp máy tính nó như thế nào nên nó hình thành những cái cơ bản cho các bạn về cấu trúc máy tính về hệ điều hành về cái cốt lõi về cái logic à, những cái này là những cái khá là quan trọng thì cái này mình có một cuốn sách một cái link cho các bạn nè, nếu như ai vô mà bị lỗi gì thì nhớ báo nha rồi, nguyên, nguyên cái album này vậy mọi người tự học hết thì đầu đến cuối mọi người không có cần phải học một bỏ tiền túi rồi học bất kỳ cái gì, tất cả đều free rồi một cái nữa cái cái bài thứ ba là các bạn cần phải hiểu về hệ điều hành về các phần mềm ứng dụng các bạn cần phải hiểu về hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng Windows, MacBook uh, hay là cái gì đó nó đang như thế nào nó như ra sao rồi cũng như là các bạn sẽ cần hiểu là chúng ta cần phải biết dùng Microsoft Office, dùng Internet, dùng Microsoft Office. Thì cái vấn đề các bạn sẽ thấy là đừng tưởng là ITBA, à, đừng tưởng là ITBA, nó là sao? Ờ uh, sorry những bạn background IT đừng tưởng là các bạn đó là hay nó thiệt với các bạn nha. Những bạn ai background IT là những bạn xài office dở nhất trên đời. <laughs> nói thẳng luôn. Có nhiều bạn xài ai background IT không biết dùng bất kỳ một cái gì về office cả. Rất yếu luôn. Mà các bạn muốn làm BA, các bạn phải gõ tài liệu, viết văn bản rồi tùm lum tùm la mà các bạn dở office. Vì sao các bạn viết các bạn dở office sau các bạn trình bày point vân vân. Đúng không? Đó, chứ các bạn phải có nắm bắt về những cái đó. Chứ đâu phải là các bạn cứ, <laughs> hơi chút ào ào các bạn thấy cái gì học nó cũng phải có trình tự, có căn cơ, có cơ bản chứ không phải cứ ào ào ba vô học, ba vô học. Mọi người thấy kiểu học học từ ngõ không mà, cái rất là không tốt. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta mới bắt đầu vào cái khúc gọi là học lập trình thì học lập trình các bạn hiểu học gì học Python học SQL no các bạn nên hiểu là những cái đó là học đi thứ nhất là học theo trend thứ hai là học từ ngọn cái cái vấn đề là các bạn cần phải học lập nguyên lý lập trình cái đã các bạn phải học nguyên lý lập trình cái đã thì học làm sao chúng ta sẽ học bằng những ngôn ngữ cơ bản mà dân IT nào, dân công nghệ thông tin nào cũng phải học. Đó là C, C cộng cộng. Các bạn phải học cái đó trước. Để hiểu về lập trình cơ bản, hiểu về nguyên lý thuật toán, hiểu về logic. Thì những cái đó mới giúp ích cho các bạn trong công việc. Và, và hầu như trong công việc sử dụng những cái đó. và thực sự đỡ một bạn ITBA Nhiều đó là đủ Nhiều đó là đủ không cần gì nhiều nữa Nhiều đó là đủ xong rồi. còn khi mà các bạn đi sâu hơn ví dụ các bạn làm system analyst những bạn phân tích hệ thống thì có thể các bạn phải đi học sâu hơn về code học sâu hơn về system thì lúc đó chúng ta phải không phải cũng SQL hay Python là không phải các bạn phải coi coi cái môi trường làm việc của các bạn là các bạn học cái gì các bạn làm cái gì chứ không phải hơi chứ không phải chứ không phải học theo cái uh, xu hướng học theo cái trend học theo cái người này người kia nói nếu ví dụ các bạn ví dụ các bạn học về để các bạn làm web Đúng không các bạn làm web thì các bạn phải học html, html javascript vân vân các bạn học về Ê, các bạn công ty các bạn làm về uh, sao công ty các bạn làm về mobile app thì mobile app thì các bạn phải học cái gì ví dụ là Java dụ như vậy hay công ty các bạn chuyên về machine learning thì các bạn có thể phải học python học uh, matlab công ty nó chuyên về data an analytics vân thì có thể phải học về uh, R học về matlab ví dụ như vậy nó phải tùy chứ không phải là họ uh, cứ không không có cái gì gọi là uh, học sql để mà làm bi không có cái gì gọi là học uh, python để làm bi không có chúng ta phải tùy tình huống và thật sự sql hay python nó không phải là cái khởi đầu của một dân it cứ nó không phải khởi đầu về mặt tư duy, về mặt phân tích, về mặt lập trình. À, dân IT nào, trường nào cũng phải học bằng CC công cộng đầu tiên đó. Rồi, các bạn muốn phát triển thêm, ngoài ra các bạn sẽ thấy là chúng ta học về cơ sở dữ liệu, tư duy cơ sở dữ liệu. Chúng ta hay học gì? SQL, No. Thật sự á, những cái mình có, mình hiểu rõ về cơ sở dữ liệu, tư duy của mình về phát triển database về cơ sở dữ liệu nó xuất phát từ một cái môn gọi là Microsoft Access phần mềm Microsoft Access cái phần mềm Microsoft Access thì để cho các bạn tư duy về mặt cơ database cực kỳ tốt cái phần mềm này nó không nhức đầu dài dòng như là SQL đâu nó cực cực kỳ ngắn gọn xúc tích về database nhưng cho các bạn một cái tư duy mindset rất là chuẩn về cơ sở dữ liệu được hình thành như thế nào nó sao vân vân rất là tốt đó, các bạn thấy học thì chúng ta phải học cho đúng lúc đúng, đúng chỗ đúng cái chứ chúng ta không có học lâm và những cái này các bạn có thể tìm kiếm trên youtube các bạn học tự học rất là nhiều có rất nhiều người ta có những cái video clip hoặc là những cái tài liệu vân thì cái chỗ này các bạn thấy là chúng ta sẽ có mỗi cái nhu cầu của lập trình theo các cái nhu cầu khác nhau như thế nào rồi và cái cuối cùng nói về IT thì thật ra ở một BA Ở một BA cái cần Là tư duy về mặt công nghệ Chứ không hẳn là IT đâu Tư duy về mặt công nghệ Mọi người Không để ý cái vấn đề Giữa IT và Technology IT và Technology Hai cái này là Hai cái vấn đề Nó vừa giống Mà nó vừa khác Thì các bạn nên hiểu là Cái gì mình lấy một lấy một cái ví dụ như thế này có thể nó không chính xác lắm nhưng mà nó dễ hình dung hơn đó là các bạn nên hiểu ai các bạn nên hiểu giống như các bạn xây nhà các bạn xây nhà thì IT IT thì nó giống như là xi măng cát đá còn công nghệ thì nó nói về cái cách mà người ta sử dụng xi măng cát đá để xây nên cái nhà ví dụ công nghệ đổ bê tông công nghệ bê tông giữ ứng lực công nghệ tắm xem bo công nghệ các cái kết hợp và các cái phụ gia để mà xây dựng nó nhanh ví dụ vậy thì đó là công nghệ nhưng mà công nghệ nó nó là cái gì nó mang tính là nó làm sao cho chúng ta nhanh làm sao cho chúng ta dễ làm dễ hiểu à, sao đi không phải dễ làm dễ hiểu mà kiểu chúng ta dễ làm tiện ích nè làm nhanh làm gọn làm này kia không thì đó là công nghệ à, còn IT thì bản chất nó giống như là cái nguyên vật liệu thôi cái này có thể không chính xác 100% nhưng mà nó giúp cho các bạn định hình thì cái góc độ của BI là cái gì cái góc độ của BI đó là làm sao chúng ta phải hình dung mọi thứ làm sao cho nó gọn ghẽ nhanh gọn dễ dàng yeah. Quân thành công thì phải chấp nhận chạy qua. Cần kiểm soát, cần chấp nhận, trải nghiệm nhiều. Đã trải cái loại không con vấn đề á là nó tắt xong rồi nó cũng văng luôn nó tắt xong rồi nó cũng bị dính luôn hình như bị thôi đi kích ra luôn cho nó trước đi là tính <laughs> <laughs> Thật sự là giật cả mình luôn Có <laughs> tay thiệt Đó Thì các bạn thấy là Chúng ta nói về công nghệ à, Thì chúng ta sẽ uh, Có những cái góc độ như vậy để mà uh, Uh, chúng ta có thể gọi là tự động hóa nhìn cái mai set chung đó, làm sao cho nó tự động uh, nó ổn nó đảm bảo được cái vấn đề mà uh, khi mà chúng ta uh, làm chúng ta nhìn mọi thứ sao cho nó kiểu nó tinh gọn hơn nó nhanh hơn nó dễ chàng dễ chịu hơn vân thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải check uh, care để mà chúng ta Uh, phát triển cái cái góc độ uh, VA của chúng ta uh, thay chứ không phải lúc nào cũng chỉ quanh quẩn cái IT đâu. Đó, đó là những cái uh, trình bày chung về cái uh, career path cũng như là những cái yếu tố. IT. <laughs> <cười> <cười> đúng là để pop đi hay bị mấy vụ để ta à, rồi cái security nó để cái phòng chờ đi Rồi ok, đó là những cái bài đầu tiên ha Giờ các bạn có câu hỏi thắc mắc gì Các bạn cứ gửi uh, vào cái chat của Zoom Giống như chúng ta đang chơi livestream stream vậy đó Rồi chúng uh, ta, mình sẽ xem trả lời cho các bạn ha Anh Thanh ơi cho em hỏi một chút rồi được không ạ Ok Vâng ạ. Anh ơi, như từ hôm đến giờ mình học ấy ạ thì trong cái quá trình mình học viết tài liệu thì là sẽ có hai tài liệu ạ. Một là BID là liên quan về business ạ. Còn SAS uh, thì là có nghĩa là mình sẽ là thiên về hệ thống cũng, cũng rồi. Thì em như em đang học à, không phải là em đang học mà có nghĩa là em tìm hiểu ở trên mạng ấy ạ thì nó sẽ có một cái tài liệu riêng nữa nó là cái tài liệu um, use case có nghĩa là mọi người chỉ thiết kế tài liệu use case thôi ạ. Thì là em thì em cũng mới mà em chưa biết đấy thì anh có thể giải thích cho em một chút là trong trường hợp nào thì mình sẽ sử dụng tài liệu SAS còn trường hợp nào thì mình sử dụng Use không ạ? À, thật sự á, SAS nó là một cái tài liệu lớn. Nó là một cái tài liệu mang tính là nó mô tả toàn bộ cái product. Nó toàn bộ thì cũng không hẳn tùy tình huống thôi, chứ mà nó nó mang tính là nó có thể Mô tả cái system nó như thế nào Cái product nó đã xử lý như thế nào Thì đó là cái SOS Còn use case thì thật sự nó chỉ là Một phần Nó chỉ là một phần trong cái uh, uh, Kiểu uh, use case Nó là một bước Trong quá trình các bạn phân tích hệ thống Use case là gì

À, chúng ta sẽ có à, để các bạn này một tí ha mình sẽ mượn cái slide này để mà mình giải thích cho các bạn ở à, đây à, chúng ta sẽ có hai cái giai đoạn một là cái giai đoạn phát triển sản phẩm hai là cái giai đoạn gia công thì cái giai đoạn phát triển thì mình nói rồi chúng ta nói về cái cái nó cũng không dính gì đối với bi, mà cái giai đoạn phát triển sẵn các bạn giai đoạn gia công ra cái đồ đất á thì chúng ta sẽ có các giai đoạn một là chúng ta requirement tức là chúng ta thu thập thông tin và yêu cầu và chúng ta thu thập thông tin chúng ta thu thập yêu cầu cái thứ hai đó là cái giai đoạn mà chúng ta uh, phân tích hệ thống tức là với những chúng ta căn cứ vào những cái nhu cầu của khách hàng của stakeholder nói chung để mà chúng ta thiết kế nên cái hệ thống chúng ta không thể nào làm các bạn nếu với các bạn BA mới thì thường chúng ta sẽ hay bị cái vấn đề là chúng ta sẽ phân tích hệ thống chúng ta hay kiểu là chúng ta nghĩ về cái sản phẩm đầu ra rất là nhiều nhưng mà các bạn nên hiểu là kiếm như chúng ta chỉ nghĩ về cái sản phẩm đầu ra thì cái căn cứ của các bạn để mà làm là cái gì? các bạn căn cứ vào cái gì để mà các bạn làm, Đúng không? các bạn căn cứ vào điều gì để mà các bạn làm? À. thì chúng ta phải có cái uh, phân tích nghiệp vụ để mà chúng ta ra. Thì gì các bạn hiểu cái use yeah. case, thì cái use case thì nó là cái giai đoạn là cái gì? là ứng với những cái nhu cầu của người dùng, những cái mong muốn. hay chúng ta hay dùng user story ấy. Giống với những cái mong muốn người dùng thì chúng ta sẽ thiết kế được cái hệ thống à, các sẽ có cái đối tượng user nào quý các cái cái sản phẩm đầu ra sẽ được sử dụng bởi các đối tượng user nào họ sẽ có cái à, nhu cầu gì các đối tượng nhu cầu nào họ sẽ có nhu cầu gì thì từ đó à, chúng ta mới phát triển ra những cái phần mềm sau thì bây giờ nếu nói là một cái SRS thì nó đòi hỏi rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau nó đòi hỏi rất là nhiều cái thông tin về mặt hệ thống về mà yêu cầu non functional yêu cầu functional và những cái phân tích chi tiết bên cạnh cái use case thì use case nó thì nếu với các trường hợp á, mà các bạn chỉ đơn giản là các bạn muốn cái việc là chúng ta mô tả cái hệ thống chung nó như thế nào nó đáp ứng được nhu cầu gì thì chúng ta chỉ cần use case là xong à, thì còn nếu như các bạn muốn mô tả chi tiết thực sự rõ ràng từng chút từng chút chục từ nhút một thì các bạn phải có cái các bạn thấy có những cái phân tích chi tiết, này, những cái workflow, flow nè những cái uh, integration, những cái này kia chúng ta mới hoàn thiện được thì lúc đó nó thành srs. À, còn use case nó chỉ là một bước trong cái việc phân tích system thôi, nó là bước đầu tiên cho à, người ta hình dung về, ờ à, tôi thiết kế cái sản phẩm đầu ra là gì vậy thôi. còn muốn chi tiết hơn thì chúng ta phải hoàn thiện hoàn thiện thì nó sẽ trở thành những cái tài liệu rõ ràng srs Rồi, anh có thể nói kỹ hơn lợi ích của việc BI học ngôn ngữ lập trình được không? Cái lợi ích đầu tiên đó là các bạn nên hiểu chúng ta không cái cái quan chúng ta là IT à, chúng ta làm IT BI tức là BI làm việc trong môi trường IT làm việc trong cái domain IT. Thì cái vấn đề đầu tiên về mặt cái việc mà chúng ta hiểu về máy tính chúng ta hiểu về ngôn ngữ lập trình nó là industry knowledge industry knowledge tức là kiến thức nghiệp vụ kiến thức chuyên ngành đó là cái cách hiểu độ cái cách hiểu rõ nhất về cái việc mà chúng ta hiểu về nguyên lập trình cái với yêu hoặc là hệ thống nè rồi cái vấn cái cái lợi ích thứ hai đó, là hiểu về hệ thống hiểu về các thành phần hiểu về các nội dung vân vân thì nó sẽ giúp các bạn có một cái hình dung về system về các cái hệ thống nó kết nối với nhau như thế nào tương tác với nhau ra sao vân vân đã. Rồi cái tiếp theo nữa là các bạn hiểu về lập trình thì các bạn sẽ ví dụ bạn đép ví bạn đép bạn ấy cốt như thế nào bạn hiểu Đấy không bạn đép bạn ấy cốt như thế nào bạn hiểu mà bạn hiểu thì nhìn vào nhiều khi biết bạn 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 đép có đúng hay không liền à? Hay là đúng hướng hay không lợi tiếp theo nó là cái gì bạn sẽ cãi lộn được với thằng đẹp tại sao cãi lộn bạn 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 đẹp ví dụ như là bạn ấy kiểu cái này khó quá cái này không làm được thì bạn sẽ ê không được nha cái này là được 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 xử lý được nha không có vụ mà trốn nha ví dụ như vậy thì đó là những cái lợi ích mà góc độ mà các bạn có thể làm một người lập trình đó. chứ còn mà các bạn sẽ thấy là chúng ta uh, không phải cái gì mà À, cũng cũng đúng là không bắt buộc vẫn có rất nhiều bạn không ấy nhưng mà hoàn toàn có thể uh, xử lý một cách gọi là uh, linh hoạt hơn dễ dàng hơn chứ chúng ta sẽ không có bị bất kỳ một cái gì gọi là um, không có clear không có rõ ràng vân vân uh. Rồi, rồi câu hỏi tiếp theo, sorry là mình có thể trả lời hơi ngắn ngắn một tí nha, tại vì cũng khá là nhiều câu hỏi. Các chứng chỉ anh nghĩ là cần thiết cho BA theo cái nghề của anh, các đồng ty không phải quá? nó thiệt, chẳng cần BA, chẳng cần chứng chỉ nào hết. Nên nó, nói như vậy, tại sao mà nói như vậy? Cái vấn đề đầu tiên đó là chúng ta đi làm nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố khác chứ không phải là cái chứng chỉ không phải là cái thứ mà uh, cầm vô rồi bạc nhiên các bạn được thăng chức tăng lương hoặc là các bạn uh, là bro đâu có đâu đó là các bạn đã hiểu như vậy bản thân mình đúng mình công nhận mình có rất nhiều chứng chỉ thật sự các bạn ai mà có xem cv của mình các bạn sẽ thấy chúng ta mình có rất nhiều chứng chỉ nhưng mình chưa bao giờ khi mà mình thật sự là đã trên LinkedIn đó, profile mình để nhưng trong CV của mình mình không có để và thật sự bản thân mình đi làm cũng chưa bao giờ mình được tuyển dụng bởi vì mình có chứng chỉ không liên quan thì cái vấn đề đầu tiên các bạn cần xác định để học chứng chỉ để làm gì, thăng chức tăng lương, no Tất nhiên là có chứ không phải là không Có chỗ người ta sẽ thăng chức tăng lương Vì bạn có chứng chỉ Có Nhưng không nhưng nó không phải là tất cả Và thường như phần lớn cũng không ai quan tâm chứng chỉ Cái bạn cần của một chứng chỉ Cái vấn đề đầu tiên đó là Cái kiến thức Cái kỹ năng Cái cách tư duy Đó là những thứ hàng đầu mà chứng chỉ mang lại cho bạn Dự, đây là đây là cái thứ rất rõ giữa chỉ có chứng chỉ và không có chứng chỉ à, thật sự trong chứng chỉ á, những cái chứng chỉ ví dụ như là BM, uh, BM uh, bmp nè hoặc là của va là uh, CCBI cbap vân vân rồi cho hình thành chúng ta rất nhiều cách cách tư duy cái cách làm việc rất hay nhưng nhưng áp dụng được hay không là do bạn và nếu như áp dụng được thì chắc chắn bạn sẽ được thăng chức tăng lương còn bạn không áp dụng được bạn chỉ kiểu là ta giữ bạn hiểu nha thi cử học tài thi vận nên thi cử nó có thể mánh mung rất là nhiều nhiều khi bạn không biết cái gì hết đó bạn chơi mánh cũng được nữa <laughs> thi nó có kỹ thuật thi của nó à nên cái vấn đề đầu tiên nên tư các bạn muốn chứng chỉ thì phải, nó nó phải xuất phát từ nội tâm các bạn muốn phát triển về bản thân chứ không phải là vì thăng chức tăng lương à, không phải không phải công ty nào cũng thăng chức tăng lương vì bạn có chứng chỉ đâu cái vấn đề thứ hai bạn muốn thi chứng chỉ thì bạn phải có tiền bạn phải có tiền và thi chứng chỉ BA các bạn phải chuẩn bị cho mình 30 triệu 30 triệu bao gồm tiền đăng ký thành viên tiền học tiền tiền học đi á à, rồi tiền thi đề thi thử này nọ các kiểu tổng cộng các bạn phải chuẩn bị cho mình 30 triệu bạn nhắm bạn nhắm là bạn chuẩn bị hết không thì cái, 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 cái bạn nhắm là bạn đặc biệt các bạn fresher junior các bạn mới ra trường các bạn nhắm có thể chuẩn bị một số tiền như vậy đâu phải là nhỏ à, trừ phi là Moder Bank thôi chứ còn lại hầu như là nếu như các bạn muốn tự mình các bạn muốn tự mình vào thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đâu phải dễ đúng không thì các bạn phải đảm bảo làm sao chúng ta có đầy đủ những cái diện uh, tài chính nè cái quan tâm của các bạn về mặt chứng chỉ vân vân nè thì các bạn hãy đi thi còn không thì lời khuyên của mình là cân nhắc à, còn học và ôn thi hiệu quả thì các bạn thật sự tự học các bạn phải cần từ 6 tháng trở lên tại vì tự học nó cực lắm không ai giải thích cho các bạn hoặc các bạn phải đi mò cho nên là đôi khi các bạn cũng phải chuẩn bị tiền tiền bạc tài chính để mà các bạn uh, học trung tâm này kia tạo ra giữ lại thi cử đôi khi nó cũng cần phải có cái mánh mung thực sự thi cử đôi khi phải có mánh mung chứ không phải là các bạn học hết cái cuốn bi box xong là các bạn tự ấy được đâu và còn, và nói tới bi box đúng ba bạn muốn thi chứng chỉ của iibi các bạn phải học nát cái cuốn bi box nhưng nó thêm một cái vấn đề nữa tiếng anh của bạn cũng phải tốt tại vì các bạn thi tiếng anh mà, mà trong thi đâu, đâu có cho các bạn coi từ điển cho nên các bạn cũng phải tiếng Anh ở một mức nào đó mới được. Thì các bạn phải họp lại rất là nhiều điều kiện để mà các bạn thi chứng chỉ. À, chứ và cái vấn đề đầu tiên nên xuất phát từ bản thân các bạn là mình muốn phát triển bản thân, phát triển kỹ năng kiến thức, chứ không phải là để thăng chức tăng lương. Và đừng 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 có cuồng chứng chỉ các bạn. Và bản thân mình ở góc độ là người manager à, ra ngoài mình là một trainer thì chứng chỉ nó giúp cho mình về mặt kiến thức chuyên môn về mặt kỹ năng về mặt skill mà chứ còn nó không cho mình, chưa bao giờ thật sự chưa bao giờ chứng chỉ cho mình thăng chức tăng lương hết đó mình đạt được những thứ ngày hôm nay là do mình phải tự cố gắng năng lực kinh nghiệm của mình chứ thực sự chưa bao giờ mình đưa cái chứng chỉ ra hay đưa bằng cấp ra mà mình có cái vị trí hay là cái lương cao hết never à, nên chứng chỉ các bạn phải hội đủ rất những gì kiện đó anh ơi cho em hỏi là khi em transfer requirement cho team designer mà designer không follow theo requirement mà designer theo vẫn khác và trường hợp đưa requirement không hợp với tâm hiện tại giải quyết như thế nào? <laughs> Thật sự ở những cái case này á cái vấn đề đầu tiên đó là bạn phải thống nhất cái quy cách làm việc cái quy trình làm việc mà phải thống nhất cái quy cách làm việc quy trình làm việc chung chứ mà uh, làm cái kiểu mà nó một đằng làm một nẻo như vậy thực sự các bạn sẽ rất khó làm việc vì cái vấn đề đầu tiên nó luôn phải là xuất phát từ cái việc là trao đổi nhẹ thì trao đổi chung với designer nặng thì đôi khi phải raise lên cấp trên escalate lên cấp trên để mà người ta sắp xếp các quy trình cụ thể rõ ràng đây là trách nhiệm của quản lý phải làm sao cho các bên nó làm Nếu các bạn thấy thật sự đi làm các bạn chúng ta có mô hình Scrum mô hình Scrum chúng ta có một vai trò là Scrum Master thì đây là một trong những vị trí trong, những cái vấn đề mà bạn Trump Master trong định nghĩa Scrum Master rất là rõ cả team phải hiểu rõ chung một cái hướng đi cái cách nói chung là cả team nó phải cùng một nhịp đập có <laughs> cùng một con tim cùng một nhịp đập thì nó mới ok được chứ mà không có ai, cái vấn đề các bạn hiểu đó, đâu các bạn đi làm có một cái điểm rất là không không tốt đó là mọi người thường cố gắng chịu cố chịu kiên nhẫn không không chịu được thì bung ra chiến hoặc là bỏ đi không có hay cái đó không có rèn luyện được cái tính gọi là debate cái tính mà dành cái quyền lợi cho mình nó nó, nó không phải lúc nào nhịn nhục cũng hay đâu các bạn nó không phải lúc nào nhịn nhục cũng hay đâu Như nên là những cái này là những cái rõ ràng cần phải clear cần phải rõ ràng chứ không là các bạn sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề Chứ nhịn quá không hay Nhịn thì nhịn vừa vừa thôi Cái gì nói chung là cái gì quá cũng không được nè Chúng ta phải có xử lý những cái này một cách rõ ràng ha Cho nên cái lời khuyên của mình vẫn là Các bạn nên có trao đổi Trao đổi không được thì escalate lên à, Chứ không phải là chứ, chứ, chứ đừng bao giờ kiểu nhịn nhục rồi tìm tự bi tìm cách để mà Đi đối phó với những cái này nên Mình không khuyến khích những chuyện đó Và cái này mình nói Theo góc độ mình là quản lý Yeah, mình là quản lý thì mình luôn phải hỏi những cái chuyện này và và quản lý mình cũng đúng, bạn hiểu là là quản lý không phải là chỉ ngồi đi chỉ tay chỉ việc đâu không phải xử lý rất nhiều thứ từ phía nhân viên của mình và cũng như cũng phải đi chiến đi war với rất là nhiều phòng ban khác để mà dành về cái công bằng cái đúng cho team của mình luôn là như vậy cho nên là các bạn muốn phát triển cao hơn đây cũng là một điểm các bạn muốn phát triển cao hơn xa hơn thì các bạn cũng phải hình thành lên mình cái skill đó chứ không phải là cái gì cũng nhịn nhục cái gì cũng phải tìm cách đối phó no phải raise lên escalate lên phải nói đây là lời khuyên của mình có thể nó match với bạn không nhưng mà thử đi có gì nó inbox riêng với mình cũng được đánh giá thế nào về hướng phát triển bi fintech Bạn chất không có cái gì gọi là bi fintech hết á bản chất không có cái gì gọi là BA fintech đó. À cái này thì mình đã nói hồi nãy là chúng ta nói về cái 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 ngành nghề BA, chúng ta chỉ có hai cái thôi. À, hai cái thôi. Một là BA trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, hai là BA gia công. À, hai là BA gia công. Thì BA FinTech nó cũng có hai cái này. Tại vì sao? Tại vì FinTech là một bản chất, là một công ty product, một công ty sản phẩm. Thì công phát triển sản phẩm chúng ta sẽ có phát triển sản phẩm số. Ê, sorry, chúng ta sẽ có phát triển sản phẩm lên từ lúc ý tưởng khai, khai, khai sinh nó ra cho thành một cái sản phẩm một okay. cái sản phẩm được đầy đủ phân tích được đầy đủ mô tả rồi mang cái đóng thông tin đó chuyển qua bên phía gia công để mà người ta build ra cái sản phẩm đẹp ra sản phẩm các kiểu thì ba fintech thì nó là một cái công ty fintech là một cái công ty nó bao gồm hai cái này là công ty đó có team đồ đất và có team IT để mà người ta gia công nên cái bộ đất đó thì BA trong fintech nó sẽ có các bạn BA mang tính là phát triển sản phẩm như là product developer hoặc là uh, sản phẩm chuyên uh, viên phát triển sản phẩm rồi chuyên viên phân tích sản phẩm nhưng mà hoặc là product manager rồi cũng có một bạn cũng có những bạn BA mang tính là IT BA bạn PO thì nó khác kiểu để gia công ra cái sản phẩm đó thì cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề ở đây là không có VI Fintech mà chỉ có là các bạn hỏi là ừ cái cái câu hỏi này phải là ừ cái xu hướng phát triển Fintech nó như thế nào? Trong tương lai sẽ có bao nhiêu công ty Fintech ra đời? Cái hướng Fintech nó đi như thế nào vân <laughs> Thì các bạn hiểu nói chung thôi, mình không có nói gì ghê gớm hết, đơn giản là có gì công ty Fintech được thành lập có nhiều start up fintech được thành lập thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội các bạn làm BA có thể là các bạn BA phát triển sản phẩm hay là các bạn làm BA gia công sản phẩm thôi thì BA phát triển sản phẩm nó đòi hỏi các bạn về những cái skill những cái kiến thức về mặt tài chính đúng không fintech mà fintech là gì fintech là công ty cung cấp dịch vụ tài chính thông qua công nghệ thì cái các bạn muốn làm phát triển sản phẩm thì các bạn phải có kiến thức fintech kiến thức tài chính finance, kinh nghiệm kiến thức tài chính finance. Thì các bạn mới làm theo kiểu gia, phát triển sản phẩm được. Còn các bạn chỉ đơn thuần là các bạn làm gia công, các bạn tiếp nhận yêu cầu từ bên phía sản phẩm, bên phía business thì thật sự bị làm fintech hay làm ao sinh hay gì nó cũng như nhau cả thôi. Thì lúc đó thì các hai môi trường này đều là nhận yêu cầu cả và các bạn có kiến thức về mặt finance nó sẽ giúp ích cho các bạn, nó sẽ giúp ích cho các bạn về mặt công việc, về mặt tiếp nhận thông tin, tiếng nhận yêu cầu và phân tích ra giải pháp. Dạ. Đó là những cái yếu tố mà các bạn cần phải hiểu rõ về mặt khái niệm, hiểu rõ về mặt uh, uh, xử lý ha chứ không phải cái gì. Chứ, chứ thật sự trên uh, trên đời này, ha. trên đời này thật sự nó không có cái gì gọi là bị fintech uh, fintech logistics edutech, tech insure gì nó cũng chỉ là công ty product mà thôi ừ. rồi điểm để đánh giá một BIIT đặt mức xin nhờ đối với mình á, À, đối với mình á thật sự xin nhờ có rất nhiều kiểu định nghĩa nhưng đối với mình chưa bao giờ mình định nghĩa xin nhờ bằng số năm à, chưa bao giờ mình định nghĩa bằng số năm có nhiều công ty có nhiều nơi mình thấy dụ đi BA hai ba năm bốn năm năm được lên xin nhờ không có đâu à thật sự nhiều bạn không có cái đủ uh, level mà xin nhờ chỉ là không theo năm nên năm chẳng bao giờ quyết định cả đối với mình ha những cái điểm mà mình đánh giá một ba này uh, một tí ha Rồi, thì những cái điểm, những cái tiêu chí mà mình đánh giá là một BA senior thì nó có thể nằm ở những điểm sau. Một là các bạn có tự chủ động, tự tư duy khi làm dự án hay không hay là cần một người mentor hướng dẫn. Đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là kiến thức chuyên môn chuyên môn ở đây không phải là bi nha kiến thức chuyên môn những cái kiến thức chuyên ngành đó, của các bạn tới đâu ví dụ các bạn làm về tài chính làm về bảo hiểm làm về y tế làm về chính phủ v vân thì cái kiến thức chuyên môn của các bạn tới đâu cái thứ ba à, cái thứ ba thì chúng ta sẽ nói về cái trải nghiệm cuộc sống cái trải nghiệm cuộc đời trải nghiệm cuộc sống của các bạn thì một trong những yếu tố hàng đầu mà mình uh, muốn các bạn để đạt uh, uh, level senior thì các bạn phải có nhiều cái kiến thức cuộc sống nhiều cái trải nghiệm cuộc sống xung quanh để mà các bạn những cái đó chúng ta áp dụng vào công việc là xin nhờ rồi cũng như xin nhờ thì các bạn phải nói một cách vui thì các bạn phải có cái sự chính chắn về mặt tư duy suy nghĩ về mặt xử lý à chứ không phải là các bạn cứ cái gì các bạn cũng nhờ người ta thì các bạn không phải các bạn xin nhờ các bạn xin nhờ là một người có phải xử lý chủ đạo chủ động lắm và cũng như là các bạn phải handle được các dự án từ nhỏ tới lớn đừng từ nhỏ tới lớn cái gì cũng chơi hết thì các bạn mới đạt được xin nhờ thì các bạn mới đạt được xin nhờ nói chung nói một cái cạnh xin nhờ nó, nó nó cũng cảm tính lắm là sự nói chung là một cái cái cạnh xin nhờ đôi khi nó cũng cảm tính lắm chúng ta cũng không có một cái tiêu chí nào một cách rõ ràng là các bạn xin nhờ hay không à, tuy nhiên thì đó là những cái yếu tố mà mình đánh giá một người mà xin nhờ hay không nó giống hiệu giống như chúng ta là người lớn đi giống như các bạn trong cuộc sống trong cuộc sống các bạn là phân biệt giữa trẻ em một người lớn như thế nào chúng ta xác định chúng ta đâu xác định bằng số năm số tuổi đâu mà chúng mà đúng, số năm số tuổi chỉ là một phần thôi nhưng chúng ta còn xác định là ở ừ, cái cái kinh nghiệm sống cái khả năng tự chủ cái khả năng uh, uh, tự làm việc cái khả năng tự phát triển cái khả năng chủ động làm được từ việc từ lớn đến nhỏ vân vân cái cái sức của người ta đó, nó như thế nào nó tự chủ động nó tự làm được hay không thì những cái đó nó mới tạo nên một người sinh nhờ à, chứ không phải nhiều năm là tự nhiên là sinh nhờ đâu người sinh nhờ vô các bạn thấy người ta tự chủ động người ta tự làm về một cách cụ thể rõ ràng lắm chứ không có phải nhờ bả ai hay cái gì này kia đâu người ta chủ động lắm Uh, để thành xin nhờ thì không phải do thời gian long hay mau các bạn sẽ nữa gian đúng rồi rất là nhiều cái xin uh, nhờ hỏi kiến thức rồi hỏi này kia rất là nhiều chứ không phải là cứ các bạn là uh, cứ là nhiều năm là các bạn thành xin nhờ đâu đây bạn trăm uh, học học viên cũ của mình bạn ấy cũng uh, tự tự bi tự bơi lên rất là nhiều thì <laughs> bạn ấy thực sự là cũng uh, đúng không có search, không có gì hết cứ từ, từ 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 mà lên thôi chứ cũng không có bất kỳ một cái gì gọi là uh, um, phải có search hay là cái gì để lên nên mọi người cứ tự tin cái certificate đừng có cuồng nữa quá nên mình thấy có rất nhiều người rất nhiều bài viết hay gì đó rất là cuồng à, như hồi sáng mình với bạn quý trần nè hai người còn còn, còn mẹ <laughs> discuss với một bài mà nhìn <laughs> <laughs> thiệt là không thể nào mà hiểu nổi mà có thể còn cái sết như vậy khác nhau functional requirement và functional requirement những điểm nào cái này bạn có thể lên kênh youtube của mình ha các bạn search kênh hai lúa ha các bạn các bạn vào cái series là trở thành itba bạn coi uh, mấy cái tập đầu á có nói về cái vật functional và non functional hả? không cần title sen nhờ chỉ cần lương sen nhờ <laughs> thật ra nên hiểu là lương luôn đi kèm với trình độ ha? trừ khi các bạn là con ông cháu cha con cháu các cụ thôi chứ còn lại không ai có chuyện mà các bạn uh, junior mà các bạn có lương sen nhờ đâu cho <laughs> nên là cứ uh, cố gắng quan trọng là sự cố gắng nha. chứ không phải là uh, cái gì mà các bạn cũng uh, uh, nói sao ta chúng ta đừng có kiểu là, là sống mà nhìn người khác sống mà so sánh với người khác à, đó, đó là một cái điểm mà nó sẽ làm khổ các bạn Nên cái này thì uh, mình thấy là trong Phật giáo hay là trong thi Thiếu giáo đều nói rất rõ chuyện này là sống mà cứ so sánh mình với người khác nhìn vào người ta rồi muốn tìm mọi cách để mà mình hơn người ta hay bằng người ta sống vì đó khổ lắm cái vấn đề các bạn hiểu là khi mà các bạn đạt được những vị trí đó ví dụ giờ các bạn mới thì các bạn chưa đạt được vị trí quản lý các bạn nhìn sếp và sẽ luôn muốn là được luôn muốn trở thành sếp đó luôn muốn có vị trí đó hoặc là các bạn chưa xin nhờ các bạn luôn muốn trở thành xin nhờ hay trở thành một chuyên gia nhưng mà khi các bạn đạt được vị trí đó rồi chưa chắc gì các bạn vui nên mình dám nói điều này tại vì nó thẳng mình đạt được cái đó rồi nên mình nói thật sự chưa chắc gì vui mệt mỏi căng thẳng lắm các bạn à, cho nên cái chúng ta đúng là làm việc chúng ta luôn phải phát triển đó nhưng mà chúng ta cũng nên uh, có những cái mang tính gọi là sống cho, cho happy ha? chứ đừng có nhìn người ta có nhà lầu xe hơi rồi này kia chắc gì đó là tiền của người ta đúng không? Model bank thì sao? <laughs> các bạn nên hiểu ở giữa mà được mua cho với việc các bạn tự làm bằng đồng tiền của mình mà các bạn mua cái cái tự mà các bạn mua được căn nhà mua chiếc xe bằng đồng tiền của bạn nó sướng lắm nhưng phải như là cái được ba mẹ mua cho đâu các bạn không biết quý rồi thật sự có được bỏ tay cái đồng tình à, bỏ ra cái đồng tiền mà ra mua nó sướng lắm đã lắm <laughs> nó khác biệt lắm rồi, một số kinh nghiệm phỏng vấn BA. À, một số kinh nghiệm phỏng vấn BA khi đã có lớn hơn 3 năm kinh nghiệm thường quản lý sẽ muốn gì ở vị trí này? À, tùy nha. Cái này bạn nào có xem YouTube của mình á, à, mình có một cái bài mình có một video nói về cái này luôn và thật sự các bạn phải chia ra hai cái một là các bạn là ba product tức là phát triển sản phẩm hay là các bạn gia công hai cái này hỏi hoàn toàn khác nhau nha và thật ra cũng rất là nhiều kiểu hỏi chứ mình cũng không có thể nào nói hết tất cả mọi thứ cái này mình chỉ nói theo kinh nghiệm mình đi phỏng vấn và mình phỏng vấn người ta thôi thì mình nói thế này ờ, lớn hơn 3 năm kinh nghiệm nó không xác định được bạn là Junior, Fresh uh, Hay là Middle Hay Senior gì cả Tại vì thật sự rất nhiều người Làm 3, 4, năm, 4, 5 năm Thật sự chỉ level Junior, Middle Thôi chưa đạt được Senior đâu Tại vì Nói một cách đơn giản thôi Các bạn đi học Thì cũng sẽ có học sinh giỏi, học sinh dở Thì cái này cũng vậy Cho nên cái 3 năm kinh nghiệm đầu tiên Thì nó sẽ không có ảnh hưởng Vì thì chung á Mình đều test theo một, uh, Mình uh, ngày xưa á bấy lần mình đi phỏng vấn ao sục sinh á thì họ test mình theo kiểu là ao sục sinh thì sẽ không hỏi mình về mặt uh, thị trường về mặt sale về mặt product đâu mà hỏi mình về ờ ừ, họ sẽ đưa những cái kỹ thuật về mặt phân tích nè. đôi khi họ yêu cầu làm bài test nữa rồi họ sẽ đưa cho mình những cái tình huống phân tích mình phân tích nhanh và trực tiếp với họ luôn cách sử dụng cách mình sử dụng công cụ các cái công cụ các cái diagram các cái, rồi cái, cái tư duy phân tích tư duy tiếp nhận tiếp tiếp cận dự án nè tư duy phân tích như thế nào đó là những cái mà cao sục sinh hay là uh, itbi uh, người ta hay hỏi còn BI ai product á, thì các bạn sẽ học ư, các bạn sẽ học hỏi những cái khác ví dụ như là các bạn sẽ được hỏi về các bạn hiểu gì về thị trường cái môi trường nó đang như thế nào cái sẵn giờ hoặc rồi người ta sẽ đưa cho các bạn một cái tình huống về mặt uh, một bây giờ công ty đang phát triển cái sản phẩm này thì bây giờ các bạn sẽ định hình định hướng nó như thế nào hoặc là các bạn sẽ đi nó như thế nào về mặt uh, đưa ra thị trường launching nó ra sao marketing nó như thế nào chiến lược nó ra sao cũng như là các bạn sẽ thấy là bạn bạn nhìn về cái tương lai của cái sản phẩm này nó như thế nào đó là góc độ mà các bạn làm tuyển dụng về mặt product các bạn sẽ thấy nó hơi hướng, hướng kinh doanh. đôi okay, khi người ta sẽ test các bạn những cái góc độ liên quan tới it với những cái cách dùng tool cách cái phân tích làm tài liệu vẫn có chứ không phải là không nhưng mà sẽ uh, uh, tương tự như là cái cái nhưng mà cái 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 đất nó không có hỏi nhiều về mặt skill itba đâu người ta hỏi về mặt skill là product đất kinh là nhiều thì nó sẽ tùy vào cái cách trả lời được mà người ta đánh giá nó thật sự nó thiệt là ba bốn năm thì cũng bình thường thôi à có hỏi gì nhiều năm đâu các bạn à, nó cũng thì coi là người ta có chủ động được hay không cái tư duy có nó tốt hay không à, có thể mà dụ một cái dự án một cái đồ đất thì nó họ có thể phân tích trọn vẹn từ đầu đến cuối hay không đó là những yếu yếu cố mà đánh giá là cái khả năng Nên nó, nó đòi hỏi cái sự chủ động rất là nhiều Giả sử có dự án đang lục tài liệu yêu cầu không được rõ ràng cụ thể rơi vãi lúc này đi ai mới được sai vào để chữa cháy thì để làm gì? Ao sột hả? Ồ, ao sột kiểu này hơi căng. Thật sự cái, cái câu hỏi này á, nó... ừm sao ta? Phải coi giai đoạn như thế nào cái thời gian timeline của project như thế nào ra sao dài hay ngắn nó rớt cỡ nào thì mới có thể ra được những cái hướng khác nhau nếu như nó chúng ta vẫn còn thời gian để mà phân tích được để mà phân tích được thì mình sẽ dành thời gian để mà làm lại từ đầu thiệt nó thiệt tất nhiên không phải làm lại từ đầu một trăm phần trăm tất nhiên không phải làm lại từ đầu một trăm phần trăm mà mình sẽ xử lý những cái góc độ là cái gì có sẵn rồi mình sẽ cho mình một cái bức tranh chung phân tích tổng quan lại cho mình một bức tranh chung là các cái yếu tố nó đang có cái gì như thế nào là liên kết ra sao cái mô hình chung như thế nào vân vân thì đi tiếp rồi phát triển tiếp về mặt tài liệu còn nếu như nó đang kiểu chọt ngay giữa đang rush chạy rồi thì Đôi khi mình chỉ có thể là phân tích tổng quan nhanh coi là các cái tài liệu đó nó đang như thế nào ra sao vân vân. mà uh, đi tiếp thôi chứ thật sự cũng chẳng có thời gian xử lý lại. Cái này thật sự phải tùy dự án. Tùy dự án, tùy cái tài liệu như thế nào chứ thật sự cái này rất là nhiều tình huống. Đôi khi đưa tình huống cụ thể dễ trả lời hơn còn cái này mình thấy thật sự bản thân mình thấy <laughs> chung chung quá cũng không có ra rõ ràng về cái tình huống nhiều cái, cái, nói chung là xin nhờ hay không ở chỗ này nó không có cố định một công thức mà linh hoạt mà xử mà xử lý thôi chứ còn mà bây giờ cho các bạn một công thức để mà làm thì thực sự thì không làm nổi và bản thân mình cũng chẳng bao giờ có công thức tùy cơ ứng biến chứ còn cái vụ mà đi hốt rồi hướng trọn rồi này kia thật sự mình hốt quả gì mình cách đây một tuần mình mới vừa hốt một cái với đâu làm giữa làm giữa chừng bỏ dở quăng như mình trời ơi, đọc phải phải coi lại đọc lại rồi nhìn lại hết tất cả để mà làm lại và cuối cùng thật sự người cái người đưa trước chưa có làm gì hết đó nói theo uh, software để đó mình lasico chưa có làm xong gì đó mới có cái bước đầu tiên của software để bắt mình lasico mình phải ngồi nhìn lại thiết kế lại design thiết kế lại giao diện thiết kế spec <laughs> là từ đầu luôn á nó hốt tới mức vậy đó. mà mà nó rất rush trong vòng hai tuần phải xong cái đó trong một string luôn phải xong cái đó rất rush, rush luôn <laughs> những cái đó à, là cái công thức của mình thì luôn là tổng phân tích tổng quan lại hết làm lại yeah. thì tất nhiên có những cái skill ba cụ thể rõ ràng để mà làm cho nó nhanh yeah. ba product có giống chính là không product owner cái product owner là một cái thuật ngữ mà mình nói thế này chúng ta đi làm á chúng ta hay bị một cái vấn đề là hay bị một cái vấn đề là định nghĩa dịch, dịch nghĩa thật sự ở Việt Nam á dịch cái người ta hay lại cái product on nó tùm lum tà la lắm nè nó tùm lum tà la lắm Product on là cái gì Product on theo định nghĩa nó là một cái vai trò, à, nó là một cái vai trò khi bạn áp dụng mô hình Agile Scrum thì trong mô hình Agile Scrum nó có ba vai trò, một là Product Owner, hai là Scrum Master, ba là gì? là Development Team. Thì các bạn nên hiểu phân biệt giữa vai trò của các bạn và cái công việc vị trí chức danh ở bên ngoài của các bạn khi mà các bạn làm được assign vô một cái dự án áp dụng mô hình agile scrum thì nếu như bạn được assign cái vai trò product owner thì bạn làm product owner có thể ở ngoài các bạn nhiều khi là một bạn QA bạn có thể là một bạn product manager bạn có thể là một CEO cũng được nữa cái vấn đề Cái vấn đề là bạn khi bạn được assign vào trong dự án Bạn là vai trò gì Thì cái 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 bạn hiểu Rất owner là một cái vai trò Khi mà chúng ta áp dụng Mô hình quản trị dự án Scrum Thì BA Nó không liên quan gì tới Rất owner đó bởi vì một cái là quản lý là một cái vai trò trong mô hình quản trị dự án thôi. Còn một cái là cái, cái, cái công việc của các bạn mà nó liên quan gì với nhau. Nó không liên quan với nhau. Nên mọi người phải có cái sự phân biệt như vậy. À. Còn BA product không phải product owner nhé. No. <laughs> Tại sao? Product owner Agile Scrum là cái mô hình quản trị dự án khi chúng ta gia công rất là nhiều. khi chúng ta tiếp nhận và chúng ta gia công rất là nhiều thì chưa chắc gì. nếu như bạn BA vào đất đó được assign role product owner thì bạn ấy là product owner, còn không thì bạn ấy chỉ là product vào đất thôi, một bạn phát triển sản phẩm bình thường thôi. Chứ nó chứ không phải là giống như chính là hai các bạn phân biệt giữa hai cái vấn đề. Một cái là một cái vai trò khi chúng ta áp dụng mô hình thì hôm nay các bạn áp dụng mô hình Scrum thì vai trò nó có rất ổn nhưng không ngày mai các bạn áp dụng uh, waterfall ngày mai các bạn áp dụng swirl ngày mốt các bạn áp dụng những cái khác thì nó, nó đâu có rất ổn nợ rất Việt Nam dùng áp dụng mình thấy nó tùm lum lắm nó không có đúng cái bản chất mà dùng một cách rất là làm dụng cái rất ổn nợ rất Những cái này á, mình nói dựa trên định nghĩa rõ ràng. À, nó có định nghĩa trong sách dở, trong Chrome uh, Guide, trong kia rất là rõ ràng. Mình không có nói cái gì mà theo quan điểm cá nhân. Tất cả đều dựa trên định nghĩa theo các cái certificate, theo các cái tổ chức này kia. Em mới chuyển sang BA và bạn uh, dẫn hết màn hình yêu cầu tính năng ru hệ thống các kiểu. Trong xong giờ chỉ yêu cầu em ngồi viết nốt các API và dựng yêu cầu. À thì thật ra... <laughs> cái này là do phân công công việc thôi. Với lại chúng ta... Có những cái chúng ta đi từ từ đi lên. Chứ các bạn đừng có nôn nóng quá. Ví dụ các bạn làm... hai năm, 3 năm mà cứ quanh quẩn công việc này. Thì các bạn hãy suy nghĩ là... Ừ chúng ta đang làm đúng hay không? Chúng ta công việc của chúng ta đang ok hay không? Chứ còn ví dụ... một hai tháng đầu hay gì đó thì chúng ta một hai tháng ba tháng gì đó thì để những cái này để giúp chúng ta làm quen chúng ta tiếp cận một cái công việc ha, chứ mọi người đừng có nôn nóng còn nếu như mà dù một hai năm mà các bạn thấy cái cái này hoài thì tốt nhất đội công ty à, tại vì các bạn không được đúng cái vai trò của ba stakeholder của dự án thường xuyên thay đổi yêu cầu tài liệu hoặc bổ sung thêm tính năng hơi hướng lịch với triết lý tôn chỉ ban đầu nên em phải thay đổi <laughs> cái, cái cái câu của bạn Huyền á là chúng ta phải có tùy trường hợp một là ao sụt sinh nếu như ao sụt sinh thì đây là cái vấn đề mình thấy rất gặp rất là nhiều là một phần là do cái cách mà các bạn làm việc các bạn nên ràng buộc khách hàng bằng hợp đồng mình thấy rất nhiều công ty ao suột ràng hợp đồng mà hợp đồng như cái kiểu là hợp đồng cung cấp dịch vụ thôi chẳng có ràng bất kỳ một cái điều khoản hay kỹ hơn nữa là các bạn ràng được cái phân tích ràng được cái mô tả user story, use case hoặc là function feature luôn các bạn ràng được những cái đó ký hợp đồng dựa trên những cái đó thường người ta hay gọi là ký hợp đồng trên BRD á thì nó sẽ giảm thiểu cho cái chuyện rất nhiều cái chuyện mà second thay đổi. Tại vì sao? Muốn thay đổi đúng không? Chi thêm tiền. Mình thấy rất nhiều công ty outsource không làm được tới mức đó. Thường công ty lớn, công ty chuyên nghiệp hoặc là có kinh nghiệm thì người ta mới làm tới mức đó. Còn không thì kiểu là giống như một cái hợp đồng cung cấp dịch vụ xong rồi khách hàng đổi như điên luôn á, không có follow theo nổi nó là mệt à, cho nên cái vấn đề đầu tiên là nó phải ta phải ràng buộc bằng hợp đồng này kia và muốn thật ra muốn ràng buộc bằng hợp đồng mà này kia được thì bản thân bạn BA phải ok về phân tích phải làm tốt khâu phân tích làm khốt câu đưa giải pháp làm tốt khâu làm yêu cầu thì các bạn mới ra được à, Chỉ chứ còn không thì rất là khó đó là vấn đề đầu tiên còn product trong công ty product thì nó có rất nhiều cách có những công ty à, có những công ty nó phải có những cái ký tá giữa các phòng ban với nhau Một là bây giờ phòng rồi đất người ta đã làm này rồi các bạn phải tức là cái cách làm nó cũng tương tự như là ao sinh thôi nhưng mà thay vì ký hợp đồng thì bây giờ ký giống như là uh, ví dụ là biên bản thống nhất giải pháp ví dụ như vậy để mà muốn thêm muốn gì thì phải sắp xếp lại resort nguồn lực các bạn không phải hơi chút là muốn thay đổi hơi chút là change thực ra cái việc hạn chế nó nằm ở chuyện là các bạn có chịu xây dựng những cái quy trình làm việc hay không à, à, quy trình à, quy trình nó như thế nào hay không à, đúng không nếu không phải là các bạn cứ hơi chút là các bạn cứ bộc uh, vô hơi chút Và các bạn cứ xài một cách gọi là ý gì không phải hơi chút các bạn chiều hai người ta hay là các bạn không có để ý những cái khâu quy trình những cái khâu mà ràng buộc văn bản hay là gì đó những những cái đó nó nhỏ các bạn nó đâu mất nhiều thời gian đâu nhưng mà nó hạn chế cho các bạn rất là nhiều thứ hạn chế cho các bạn rất là nhiều cái uh, vấn đề khi mà các bạn làm việc, Đúng không chúng ta cứ um, tinh gọn thoải mái chứ chúng ta đừng có ở uh, gì, chúng ta làm việc một cách chuẩn chỉnh, chúng ta làm việc một cách có hệ thống, có quy trình chứ chúng ta đừng có um, dễ lơ lơ dễ dãi hay cái gì đó. đó, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề. câu hỏi của bạn Thịnh thấy muốn muốn học luôn BA bạn bạn đăng ký một khóa học bây giờ bạn sẽ được hướng dẫn còn không thì bạn có thể lên YouTube á các bạn coi cái series của mình về trở thành ITBA những cái câu hỏi của bạn Thịnh có đầy đủ hết trong đó luôn cái series đó là một cái khóa học mini một một cái khóa học free dành cho các bạn À, tất nhiên nó khi mà các bạn học trực tiếp với mình đó, thì nó sẽ kỹ càng hơn rất nhiều nhưng mà cái, cái series youtube đó dư xăng cho các bạn những cái basic cơ bản để các bạn làm một cái khi chúng ta gặp một cái dự án khi chúng ta tiếp cận như thế nào các bước phân tích từ đầu với cuối ra như thế nào cái, cái series trở thành atba đó đều đầy đủ hết à, mọi người cứ vào youtube mà coi ha có những cái resort tài liệu của mình mà thấy uh, mọi người không ai khai thác hết buồn ghê á đủ hết á <laughs> đủ hết á uh, trên fanpage mình cũng có viết trên youtube mình cũng có nói hết á cái này đủ rồi còn 10 phút cho khoảng một hai câu hỏi có ai hỏi gì nữa không cái buổi này thật sự mình không có định tổ chức nhưng mà do một cái lớp của mình mà đề xuất cho nên thấy nói chuyện trong một lớp thấy buồn quá nên rủ mọi người ở ngoài vô chung luôn chứ cũng không định tổ chức cái webinar này đâu buổi này có buổi này có record đầy đủ mình sẽ xong mình sẽ post một cái link ha combat với dead thật sự chưa có con dead mà combat được với mình nữa tại vì thật ra gì không tại vì bản thân khi mình vào mấy bạn dép nhìn cái profile của mình biết cái background của mình rồi không ai dám combat với mình hết á thật ra đó cũng là một lợi thế khi mà các bạn nắm về it chứ công bác thì thực sự từ nó thẳng luôn á từ hơn mười mấy năm đi làm mình chưa bao giờ công bác với đép cái đó mình toàn chửi đép không <laughs> chửi đép không chịu làm lùi này kia chọt cái nó không à mà... nó một cách vui hơn á đôi khi á mình đi làm á mình còn đép giùm mình còn cốt đinh mình còn đép giùm thằng thằng đép nữa mà nó còn chửi nữa đập cho nó chết luôn á chứ <laughs> chửi hoài sao mấy bạn ở ngoài hình xem mình thấy rất nhiều bạn lạ các bạn nào có hỏi thêm gì không 9 giờ chúng ta kết thúc webinar em chào anh Thành em à. là Đức Anh cái giờ có học khóa tháng 8 rồi. thì uh, bây giờ bây giờ là em tính apply vào công ty để xin thực tập nhưng mà bây giờ em không biết là apply vào cái chỉ, là cái vị trí là intern hay là professor à học rồi học VA Foundation rồi thì cứ inter ơi sorry cứ Webster dư sang mà yeah. trước khi apply nhớ ôn bài lại nha dạ, em mới cài hết series lại anh dư <laughs> sang dạ. Yeah. em cũng mới làm CV xong uh, cái này thật sự không phải mình quảng cáo mà là các bạn nên hiểu tụi mình là quản lý. tụi mình là người nắm quyền sinh sát tuyển dụng trong tay và bản thân mình hay là các trainer cũng đã đi rất nhiều công ty. Cho nên là sẽ biết được là cái nhu cầu thực tế khi đi làm là cái gì, như thế nào. Và thiết kế nên cái giáo trình căn theo cái việc đi làm. Cho nên là không dám không dám nói là 100% học viên đi ra ngoài có thể Uh, có việc làm nhưng mà đã có thì không bao giờ cần intern nữa đó uh, các bạn có thể hỏi những bạn ở đây nhưng đây cửa đây cũng khá là nhiều học trò cũ của mình đó gần như là đi làm vector junior ngay từ đầu mà không có ai intern nữa đó. trừ phi là mấy bạn đó là kiểu sinh viên năm cuối thì cái đó thì thua <laughs> đi đi làm dễ thở không thầy hả à? Bạn đen nhồ cũng là học viên nè Ủa, Mày thấy... à, Anh Thanh em Sao hỏi đi yeah. <laughs> yeah. Dạ giờ đi có vô tình hình như thế này dự án này cũng chạy năm sáu năm rồi nhưng mà hiện tại là team thì nói chung là những người gạo cội những người nắm rõ về business những người nắm rõ hệ thống sẽ là sức với trong team cho nên cũng nhờ team đích mọi người nghe không nhỉ? Đốc cùng mình chỉ có nhiều sợ mà không có ơi bạn Daniel, ơi bạn uh, Thao giùm mình... mọi người không nghe á. Alo anh, anh nghe chưa anh nghe chưa? Rồi. Rồi à, giờ rõ hơn đúng không anh? Chắc là nãy ừ. do mẹ à, nói chung là cái team dự ừ. án em là em làm dự án này chạy năm sáu năm rồi thì cái vấn đề là à, những người mà nắm về business hệ thống những người mà team lead vào cội á thì tại ừ. đã do mít trong team này nọ với ba á cho nên mọi người đã ao hết. Uh, dự án thì cũng không có đốc của mình chi tiết như là SRS nọ mà chỉ có user manual á user manual là hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống thôi thì em tức là cái mục tiêu là BA phải, mới phải nắm được hệ thống rõ vòng từ 2 tháng đến 3 tháng thì cái này em nên tiếp cận như thế nào anh? Ờ, uh, nói chung là những vụ này đối với môi trường mùa đất mình gặp hoài và tiếp cận của mình đó là hai bước một là mình sẽ căn cứ vào sản phẩm đang live đang phân trinh á mình viết lại một phần cái hệ thống cái bước thứ hai là ngồi với anh đẹp ngồi nhìn lại cái structure của sụt code để mà viết lại cái chi tiết cái SSS luôn hai bước thật sự là <laughs> cái thật ra cái mục đích của mình là gì lưu trữ lại tài liệu lưu xử lý lại nên thật ra cũng mình sẽ chịu sẽ có những lúc mình sẽ phải bỏ cỡ một tuần lễ một tuần lễ để mà review viết lại những cái đó bản thân mình cái hiểu các bạn gàm rồi đất cho dù là công ty lớn hay là start up hay gì các bạn đều sẽ gặp những cái chuyện này vì cái chuyện các bạn cần chấp nhận phải bỏ thời gian ra các bạn nghiên cứu lại mô tả lại là phải có chứ không cách nào hết nữa. không biết các bạn ở đây có cách nào hay hơn hay không nhưng mà thực sự trước mắt mình chưa có cách nào rồi còn câu hỏi của bạn hiển với bạn thanh là mình kết thúc ha mình sẽ trả lời hai câu này mình không trả lời thêm ha các bạn muốn thêm thì các bạn có thể vào cái cái bài post rồi kinh nghiệm cá nhân giữa tắt ít tiền tính gọn một startup nhiều tiền phức tạp và một công ty lớn đã lên có quy trình ở đây tùy <laughs> à, nếu như muốn học muốn học nha thì mình sẽ chọn công ty lớn Và uh, Startup Tại vì hai cái này thứ nhất startup ít tiền người ta sẽ rất là chăm chút kỹ về mặt phân tích nghiên cứu kỹ trước khi người ta làm chứ còn startup nhiều tiền thích thì làm thích thì làm không thôi rất là mệt Rồi là hứng lên thì làm hứng lên thì thay đổi rất là mệt mình mình sẽ không chọn startup nhiều tiền mình sẽ chọn là một startup ít tiền hoặc là công ty lớn công ty lớn Startup bếp tiền nó đều có chung một điểm đó là mọi thứ nó đều phải kỹ phân tích kỹ nghiên cứu thị trường kỹ phân tích rủi ro pháp lý vân vân để mà quyết định là có làm hay không có phát triển được một sản phẩm hay không cho nên mình sẽ chọn hai cái đó còn startup nhiều tiền thì đúng là nhiều tiền và đôi khi nó quăng lương cũng dữ lắm nhưng mà cái môi trường nó cũng khá là drama và nhiều khi cũng các bạn hôm nay thế này mai thế kia rất là mệt À. Khi làm BI product làm sao thay khách hàng tốt nhất để hiểu rõ pain point. Pain point và get được insight có ý nghĩa của stakeholder để có build watermark đó quá. À một nói một cách đơn giản thôi, bạn cần phải research. Chúng ta sẽ có những dạng market research. À, các bạn sẽ có những cái kiểu như AB testing tức là test hai phiên bản. Các bạn sẽ có những kiểu là các bạn re survey, các bạn sẽ có những kiểu là các bạn căn cứ vào data. Data sử dụng. Các bạn sẽ có những dạng mà các bạn phải Dù các bạn muốn launching cái mới căn cứ vào data quá khứ từ feedback từ complain của khách hàng thì các bạn cũng phải có user test. À, chúng ta luôn có những cái market research đó các bạn à, cứ xử lý những cái cái những cái này là những cái research những cái kỹ thuật của product đất <laughs> uh, để uh, chúng ta uh, test a testing nè rồi các bạn làm rồi đó các bạn luôn sẽ có những cái cầm len những cái feedback của người dùng nè các bạn làm product đó các bạn luôn sẽ có data để mà các bạn luôn lấy về cái uh, uh, dữ liệu về mặt hành vi người dùng về mặt thói quen người dùng là rồi cái, cái, behavior của họ có hệ thống tham như thế nào vân rồi các bạn cũng sẽ rồi từ những ba cái này nè các bạn đưa ra những cái ý tưởng mới đưa ra những cái thứ optimize đưa ra những cái idea rồi những cái idea đó các bạn bắt đầu thêm một cái gọi là user test để mà các bạn thì user test bằng cái gì các bạn sẽ dùng wireframe các bạn sẽ dùng mockup rồi tôi gì đó các bạn làm survey vay với người dùng nè, mô phỏng nhưng mà làm survey để mà các bạn lấy cái data thông tin user rồi các bạn optimize rồi các bạn sẽ launching ra thị trường đó là cái cơ bản nhất và thông dụng nhất của cách làm đồ đất uh, xem xét financial capability dịch covid đúng, <laughs> đúng thật ra startup ít tiền nó cũng bị cái chuyện này rất là nhiều nên là nó đúng là nếu như nó ổn định trong điều kiện ổn định bình thường thì thật ra ít tiền nó sẽ đòi, nó cho các bạn nhiều skill hơn còn tự, nhiều tiền nhiều khi khó chịu lắm bị mấy người sếp nó bắt này thế kia tùm lum, lum rồi tới bạn vi thôi nha mình không trả lời thêm ha câu chuyện vào đời hả có chuyện vào đời thì chắc uh, để sau. <laughs> mình để một cái webinar khác mình sẽ mời theo kiểu giống như là tọa đàm ha, mình sẽ mời một vài bạn uh, học viên cũ ra, ví dụ như bạn uh, Ma chi nè hay là bạn Daniel nè <laughs> ra coi con con đường vào đời của bạn như thế nào. <laughs> Rồi, mình hỏi lại câu cuối của bạn VV là chúng ta nghĩ ha chia sẻ về các cơ hội làm việc với domain blockchain, crypto, currency đã khá hot đối với BA mới vào nghề hoặc chưa nhiều kinh nghiệm BA. Uh, à, do bình thường thôi, nếu như bạn có basic về mấy cái này. thật à, thực sự blockchain không phải là gì ghê gớm đâu. <laughs> à, bản thân mình có quen một số cái đối tác của Uh, blockchain hay là crypto nè, mình thấy các bên đó nó cũng lâu lâu cũng hỏi mình là có bạn fresher junior giờ hay không thì thật sự phụ thuộc vào cái hai yếu tố, một là người ta có chương trình dành cho fresher junior để mà vào mới hay không để người ta sẽ tự chủ động trending nào tạo lại. Hai là người ta sẽ uh, hai là bản thân các bạn cũng nên dành thời gian để mà tìm hiểu về blockchain là gì, cryptocurrency là gì. Uh, các bạn có thể uh, các bạn có thể mua cuốn sách blockchain revolution. À, các bạn có thể mua cuốn sách này trên Tiki có, mình không nhớ là tiếng Việt dịch là cái gì, cuộc cách mạng blockchain hay cái gì đó. là các bạn cứ search cái blockchain revolution này các bạn nên mua cuốn sách này các bạn đọc một cho các bạn một cái hình một cái hình dung rất là tổng quan về blockchain. À, Tại crypto currency nó chỉ là một phần trong blockchain mà thôi. Nipto currency nó chỉ là một phần trong blockchain mà thôi. Ôi, ok. Mọi chúng ta nghỉ ở đây ha. Mọi người nếu thấy có câu hỏi gì thêm thì cứ gửi comment trong cái link là được ha. Rồi, cảm ơn các bạn dành thời gian. Thank you.